Xin chào tất cả các bạn, chị đến từ team học văn chị Hiên. Hôm nay chị sẽ đi đọc tác phẩm Vợ Nhặt của tác giả Kim Lân, sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 tập 1, bộ sách Kết nối tri thức. Cái đói đã tràn về xóm này từ lúc nào. Những gia đình từ những vùng Nam Định, Thái Bình đội chiếu lũ lượt bồng bế, dắt díu nhau lên xanh xám như những bóng ma và nằm ngổn ngang khắp lều chợ. Người chết như ngả dạ, không buổi sáng nào người trong làng đi chợ, đi làm đồng không gặp ba, bốn cái thây nằm còng queo bên đường. Không khí vật lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người. Giữa cái cảnh tối sầm lại vì đói khát ấy, một buổi chiều, người trong xóm bỗng thấy chàng về với một người đàn bà nữa. Mặt hắn có gì phớn phở khác thường. Hắn tủm tỉm cười nụ một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh. Người đàn bà đi sau hắn chừng 3-4 bước. Thị cắp cái thúng con, đầu hơi cúi xuống, cái nón rách tàng nghiêng nghiêng che khuất đi nửa mặt. Thị có vẻ rón rén, e thẹn. Mấy đứa trẻ con thấy lạ, vội chạy ra đón xem. Sợ chúng nó đùa như ngày trước, chàng vội vàng nghiêm nét mặt, lắc đầu ra hiệu không bằng lòng. Mấy đứa trẻ đứng dừng lại, nhìn chàng, đột nhiên có đứa gào lên. Anh chàng ơi! Chàng quay đầu lại, nó cong cổ gào lên lần nữa. Trông vợ hài! Chàng bật cười, bố danh! Người đàn bà có vẻ khó chịu lắm. Thị nhíu đôi lông mày lại, đưa tay lên xóc xóc lại tà áo. Ngã tư xóm chợ về chiều càng xác xơ, heo hút. Từng trận gió từ cánh đồng thổi vào, ngăn ngắt. Hai bên dãy phố, úp súp, tối om. Không nhà nào có ánh đèn lửa. Dưới những gốc đa, gốc gạo xù xì, bóng những người đói giật giờ đi lại lặng lẽ như những bóng ma. Tiếng quạ trên mấy cây gạo ngoài bãi chợ cứ gào lên từng hồi thê thiết. Nhìn theo bóng chàng và người đàn bà lủi thủi đi về bến, người trong xóm lạ lắm. Họ đứng cả trong ngưỡng cửa nhìn ra bàn tán, hình như họ cũng hiểu được đôi phần. Những khuôn mặt hốc hác u tối của họ bỗng dưng rạng rỡ hẳn lên. Có cái gì lạ lùng và tươi mát thổi vào cuộc sống đói khát tăm tối ấy của họ. Một người thở dài, người khác khẽ thì thầm hỏi: ai đấy nhỉ? Hay là người dưới quê bà cụ Tứ mới lên? Chả phải, từ ngày còn mồ ma ông cụ Tứ, có thấy họ mạc nào lên thăm đâu. Quái nhỉ? Im một lúc, có người bỗng lại cười lên rung rúc. Hay là vợ anh cu chàng? Ừ, khéo mà vợ anh cu chàng thật anh em ạ. Trông chị ta thèn thẹn hay đáo để. Ôi chao, giới đất này còn rước cái của nợ đời về. Biết có nuôi nổi nhau sống qua được cái này, cái thì này không? Họ cùng nín lặng. Người đàn bà như cũng biết xung quanh người ta đang nhìn dồn cả về phía mình. Thị càng ngượng nghịu, chân nọ bước díu cả vào chân kia. Hắn cũng biết thế, nhưng hắn lại lấy lòng vậy mà thích ý lắm. Cái mặt cứ vênh lên tự đắc với mình. Thị lẳng lặng theo hắn vào trong nhà. Cái nhà vắng teo, đứng rúm gió trên một mảnh vườn mọc lổn nhổn những búi cỏ dại. Thị đảo mắt nhìn xung quanh, cái ngực gầy lép nhỏ nhô lên, nén một tiếng thở dài. Chàng xăm xăm bước vào trong nhà, nhấc tấm phên rách sang một bên, thu dọn những niêu bát, xông áo vứt bừa bộn trên cả giường, dưới đất. Hắn quay lại nhìn thị cười cười. Không có người đàn bà, nhà cửa thế đấy. Thị nhếch mép cười nhạt nhẽo. Chàng vỗ vỗ xuống giường đon đả. Ngồi đây, ngồi xuống đây, tự nhiên. Người đàn bà theo lời hắn, ngồi mớm xuống mép giường. Cả hai bỗng cùng ngượng nghịu. Chàng đứng tây ngây giữa nhà một lúc. Chợt hắn thấy sờ sợ. Chính hắn cũng không hiểu vì sao hắn sợ. Hắn lấm lét bước vội mấy bước ra sân gắt lên: sao hôm nay bà lão về muộn thế không biết? Hắn loanh quanh, chạy hết ra ngõ đứng ngóng, lại chạy vào sân nhìn trộm vào trong nhà. Thị vẫn ngồi mớm ở mép giường, hai tay ôm khư khư cái thúng, mặt bần thần. Hắn nghĩ bụng: quái, sao nó lại buồn thế nhỉ? Ô, sao nó lại buồn thế nhỉ? Hắn nhổ vu vơ một bãi nước bọt, tủm tỉm cười một mình, nhìn thị ngồi ngay giữa nhà. Đến bây giờ hắn vẫn còn ngờ ngợ như không phải thế. Già hắn đã có vợ rồi ư? Hả,
Việc xảy ra thật hắn cũng không ngờ tới. Hắn chỉ tầm phơ tầm phào đâu có hai bận ấy thế mà lại thành vợ thành chồng. Ít lâu nay hắn xe thóc liên đoàn lên tỉnh, mỗi bận qua cửa nhà kho lại thấy mấy chị con gái ngồi vêu ra ở đấy. Hắn đoán họ ngồi đấy nhặt hạt rơi hạt vãi, hay ai có công việc gì gọi đến thì làm. Một lần hắn đang gò lưng kéo cái xe bò thấp vào dốc tỉnh, hắn hỏi một câu chơi cho đỡ nhọc. Hắn hỏi rằng muốn ăn cơm trắng mí giò này, lại đây mà đẩy xe bò với anh đi. Chú tâm hắn cũng chẳng có ý chồng ghẹo cô nào, nhưng mấy cô gái lại cứ đẩy vai cô ả này ra với hắn, cười như nắc nẻ. Kìa, anh ấy gọi, muốn ăn cơm trắng mấy giò, thì ra đẩy xe bò với anh ấy. Thị cong cớn, có khối cơm trắng mấy giò đấy. Này, nhà tôi ơi, nói thật hay nói khoác đấy? Chàng ngoái cổ lại, vuốt mồ hôi trên mặt cười. Thật đấy, có đẩy thì ra mau lên. Thị vùng đứng dậy, ton ton chạy lại đẩy xe cho chàng. Đã thật thì đẩy, chứ sợ gì, đằng ấy nhỉ? Thị liếc mắt, cười tít. Chàng thích lắm. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa có người con gái nào cười với hắn tình tứ như thế. Lần thứ hai, chàng vừa trả hàng xong, ngồi uống nước ở ngoài cổng chợ tỉnh. Thị từ đâu sầm sập chạy đến. Thị đứng trước mặt hắn, sưng sỉa nói. Điêu, người thế mà điêu. Hắn dương mắt nhìn Thị, không hiểu. Thật ra lúc ấy hắn cũng chưa nhận ra Thị là ai. Hôm nay Thị rách quá, áo quần tả tơi như tổ đỉa. Thị gầy sọp hẳn đi, trên cái khuôn mặt lưỡi cái xám xịt chỉ còn thấy hai con mắt. Hôm ấy leo lẻo cái mồm hẹn xuống, thế mà lại mất mặt. À, hắn nhớ rồi, hắn tuét miệng cười. Chả hôm ấy thì hôm nay vậy. Này, hẵng ngồi xuống đây ăn miếng dầu đã. Có ăn gì thì ăn, chả ăn dầu. Thị vẫn đứng cong cớn trước mặt hắn. Đấy, muốn ăn gì thì ăn. Hắn vỗ vỗ vào đùi, rích bố cu, hở. Hai con mắt trũng hoáy của Thị tức thì sáng lên. Thị đon đả, ăn thật nhá. Ừ, ăn thì ăn sợ gì. Thế là Thị ngồi xuống, ăn thật. Thị cắm đầu, ăn một chặp bốn mắt bánh đúc liền, chẳng chuyện trò gì. Ăn xong, Thị cầm dọc đôi đũa quệt ngang miệng, thở. Hà, ngon. Về chị ấy thấy hụt tiền thì bỏ bố. Hắn cười, làm đếch gì có vợ. Này, nói đùa chứ, về với tớ thì giao khuân hàng lên xe rồi cùng về. Nói thế chàng cũng tưởng là nói đùa. Ai ngờ Thị về thật. Mới đầu chàng cũng trợn nghĩ, thóc gạo này đến cái thân mình cũng không biết nuôi nổi không, lại còn đèo bỏng. Sau không biết thế nào hắn lại tặc lưỡi một cái, chật kệ. Hôm ấy hắn đưa Thị vào chợ tỉnh, bỏ tiền ra mua Thị một cái thúng con đựng vài thứ lặt vặt và ra hàng cơm đánh một bữa thật no nê rồi cùng đẩy xe bò về. Chàng chợt đứng dừng lại, lắng tai nghe. Ngoài đầu ngõ có tiếng người húng hắng ho. Một bà lão từ ngoài rặng tre lọng họng đi vào. Bà lão vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán gì trong miệng. Thấy mẹ, chàng reo lên như một đứa trẻ và gọi với vào nhà. U đã về đấy. Hắn lật đật chạy ra đón. Hôm nay sao U về muộn thế, làm tôi đợi nóng cả ruột. Bà cụ tứ nhấp nháy hai con mắt chàng chậm chạp hỏi. Có việc gì thế vậy? Thì U hẵng cứ vào trong nhà đã nào. Bà lão phập phồng bước theo con trai vào trong nhà. Đến giữa sân, bà lão đứng sững lại. Bà lão càng ngạc nhiên hơn. Quái, sao lại có người đàn bà nào ở trong ấy nhỉ? Người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường thằng con mình thế kia? Sao lại chào mình bằng U? Không phải cái con đục mà, ai thế nhỉ? Bà lão hấp háy cái mặt cho đỡ nhoèn, vì tự dưng bà lão thấy mắt mình nhoèn ra thì phải. Bà lão nhìn kỹ người đàn bà lần nữa, vẫn chưa nhận ra là người nào. Bà lão quay lại nhìn con tỏ ý không hiểu. Chàng tươi cười. Thì U hẵng vào ngồi lên giường lên giếc chĩnh chện cái đã nào. Bà lão lập cập bước vào. Người đàn bà tưởng bà lão già cả, điếc lá. Thị cất tiếng chào lần nữa. U đã về ạ. Ô hay, thế là thế nào nhỉ? Bà lão băn khoăn ngồi xuống giường. Chàng nhắc mẹ. Kìa, nhà tôi nó chào U. Thấy mẹ vẫn chưa hiểu, hắn bước gần, nói tiếp. Nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đấy U ạ. Chúng tôi phải duyên phải kiếp với nhau, chẳng qua nó cũng là cái số cả. Bà lão cúi đầu nín lặng.
Bà lão hiểu rồi, lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự. Vừa ai oán xót thương cho số kiếp của con mình. Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái, mở mặt sau này. Còn mình thì... Trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rỉ xuống hai dòng nước mắt. Biết rằng chúng nó có nuôi nhau sống nổi qua cơn đói khát này không? Bà lão khẽ thở dài ngẩng lên, đăm đăm nhìn người đàn bà. Thị cúi mặt xuống, tay vân vê tà áo đã rách bợt. Bà lão nhìn thị và bà nghĩ, người ta gặp bước khó khăn, đói khổ này người ta mới lấy đến con mình, mà con mình mới có được vợ. Thôi thì bổn phận là bà là mẹ, bà đã chẳng lo lắng được cho con. May ra mà qua khỏi được cái tao đoạn này thì thằng con bà cũng có vợ, nó yên bề nó. Chẳng may ra ông rời bắt chết thì cũng phải chịu, chứ biết thế nào mà lo cho hết được. Bà lão khẽ hắng răng một tiếng, nhẹ nhàng nói với nàng dâu mới. Ừ, thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, ô cũng mừng lòng. Chàng thở đánh phào một cái, ngực nhẹ hẳn đi. Hắn ho khẽ một tiếng, bước từng bước ra sân. Bà cụ tứ vẫn từ tốn tiếp lời. Nhà ta thì nghèo con ạ, vợ chồng chúng mày liệu mà bảo nhau làm ăn, rồi ra may mà ông rời cho khá. Biết thế nào hỡi con, ai giàu ba họ, ai khó ba đời, có ra thì rồi con cái chúng mày cũng về sau. Bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài, bóng tối trùm lấy hai con mắt. Ngoài xa, dòng sông trắng sáng uốn khúc trong cánh đồng tối, mùi đốt đống giấm ở những nhà có người chết theo gió thoảng vào khét lẹt. Bà lão thở ra một hơi dài. Bà lão nghĩ đến ông lão, nghĩ đến đứa con gái út. Bà lão nghĩ đến cuộc đời đã khổ dai dẳng của mình. Vợ chồng chúng nó lấy nhau, cuộc đời chúng nó liệu có hơn bố mẹ trước kia không? Con ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân. Bà lão nhìn người đàn bà, lòng đầy thương xót. Nó bây giờ là dâu con trong nhà rồi. Người đàn bà khẽ nhúc nhích, thị vẫn khép nép đứng nguyên chỗ cũ. Bà lão hạ thấp giọng xuống thân mật. Kể ra, làm được dăm ba mâm thì phải đấy. Nhưng nhà mình nghèo, cũng chả có ai người ta chấp nhận chi cái lúc này. Cốt làm sao chúng mày hòa thuận là mừng rồi. Năm nay thì đói to đấy, chúng mày lấy nhau lúc này, u thương quá. Bà cụ nghẹn không nói được nữa, nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng. Sáng hôm sau, mặt trời lên bằng con sào, chàng mới trở dậy, trong người êm ái lững lơ, như người vừa mới ở trong giấc mơ đi ra. Việc hắn có vợ cho đến hôm nay, hắn vẫn còn ngỡ ngàng như không phải. Hắn chắp tay sau lưng lững thững bước ra sân. Ánh nắng buổi sáng mùa hè sáng loá sói vào hai con mắt còn cay xè của hắn. Hắn chớp chớp liên hồi mấy cái, và bỗng vừa chợt nhận ra xung quanh mình có gì vừa thay đổi mới mẻ khác lạ. Nhà cửa sân vườn hôm nay đều được quét tước, thu dọn sạch sẽ gọn gàng. Mấy chiếc quần áo rách như tổ đỉa vẫn vắt khơm mơi niên ở một góc nhà đã thấy đem cả ra sân hâm. Hai cái áng nước vẫn để khô cong ở dưới gốc ổi đã kín nước đầy ấm áp. Đống rác tùn mùn tung bành ngay lối đi đã được hót sạch. Ngoài vườn, người mẹ đang lúi húi dẫy những búi cỏ mọc nham nhở. Vợ hắn quét lại cái sân, tiếng chổi từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất. Cảnh tượng thật đơn giản, bình thường, nhưng đối với hắn lại thấm thía cảm động. Bỗng nhiên hắn thấy thương yêu cái và gắn bó cái nhà của hắn lạ lùng. Hắn có một gia đình, hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đây. Cái nhà như tổ ấm che mưa che nắng, một nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngập trong lòng. Bây giờ hắn mới thấy hắn nên người. Hắn thấy hắn có bổn phận lo lắng cho vợ con sau này. Hắn xăm xăm chạy ra giữa sân. Hắn cũng muốn làm một việc gì để giữ phần tu sửa lại căn nhà. Bà cụ tứ chợt thấy con trai đã dậy. Bà lão nhẹ nhàng bảo nàng dâu. Anh ấy dậy rồi đấy, con đi dọn cơm, ăn chẳng muộn. Vâng, người đàn bà lẳng lặng đi vào trong bếp. Chàng nom thị hôm nay khác lắm. Rõ ràng là người đàn bà hiền hậu đúng mực, không còn vẻ gì trao chát trọn lọt như mấy lần chàng gặp ở ngoài chợ tỉnh. Không biết có phải vì làm nàng dâu mà thị tu trí làm ăn không. Bà mẹ chàng cũng nhẹ nhõm,
tươi tỉnh khác ngày thường. Cái mặt bủng beo u ám của bà rạng rỡ hẳn lên. Bà lão xăm xắn thu dọn quét tước nhà cửa. Hình như ai nấy đều có ý nghĩ rằng thu xếp cho nhà quang quẻ, nền nếp thì cuộc đời họ mới có thể khác đi, làm ăn có cơ khấm khá hơn. Bữa cơm ngày đó trông thật thảm hại. Giữa cái mẹt rách có đập một lùm rau chuối thái rối và một đĩa muối ăn với cháo. Nhưng cả nhà đều ăn rất ngon lành. Bà cụ vừa ăn về vừa kể chuyện làm ăn gia cảnh với con dâu. Bà lão toàn nói chuyện vui, toàn chuyện sung sướng sau này. Chàng ạ, khi nào ta mua lấy đôi gà, tao tính rằng cái chỗ đầu bếp kia làm chuồng gà thì tiện quá. Này ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng mấy chốc mà có ngay đàn gà cho mà xem. Chàng chỉ vâng, chàng Vân rất ngoan ngoãn. Chưa bao giờ trong nhà này mẹ con lại đầm ấm, hòa hợp như thế. Câu chuyện trong bữa ăn đang đà vui bỗng ngừng lại. Niêu cháo lõng bõng, mỗi người có được lưng hai bát đã hết nhẫn. Bà lão đặt đũa xuống, nhìn hai con vui vẻ. Chúng mày đợi u nhá, tao có cái này hay lắm cơ. Bà lão lật đật chạy xuống bếp, lễ mê bưng ra một cái nồi khói bốc lên nghi ngút. Bà lão đặt tay xuống nồi xuống bên cạnh mẹt cơm, cầm cái mô vừa khuấy khuấy vừa cười. Chè đây, bà lão múc ra một bát, chè khoán đây, ngon đáo để cơ. Người con dâu đón lấy cái bát, đưa lên mắt nhìn, hai con mắt thị tối lại, thị điềm nhiên và vào miệng. Chàng cầm cái bát thứ hai mẹ đưa cho, người mẹ vẫn tươi cười đon đả. Cám đấy mày ạ, hỉ, ngon đáo để, cứ thử ăn mà xem, xóm ta khối nhà còn chả có cám mà ăn đấy. Chàng cầm đôi đũa, gợt một miếng bỏ vội vào miệng, mặt hắn chun lại ngay, miếng cám đắng chát và nghẹn bứ trong cổ. Bữa cơm từ đấy không ai nói câu gì, họ cắm đầu ăn cho xong lần, họ tránh nhìn mặt nhau. Một nỗi tủi hờn len vào tâm trí mọi người. Ngoài đình bỗng rộn lên một hồi trống, dồn dập vội vã, đàn quạ trên những cây gạo chót vót. Ngoài bãi chợ hốt hoảng bay phù lên, lượn thành từng đám bay vận trên nền trời những đám mây đen. Người con dâu khẽ thở dài, thị nói lí nhí trong miệng, trống gì đấy u nhỉ? Chồng thúc thuế đấy con ạ, à. Đằng thì nó bắt dòng đây, đằng thì nó bắt đóng thuế, dưới đất này chắc đã sống qua đâu được các con. Bà lão hoảng vội ra ngoài, bà lão không dám để con dâu nhìn thấy bà khóc. Người con dâu có vẻ lạ lắm, thị lầm bầm. Ở đây vẫn phải đóng thuế cơ à? Im lặng một lúc thị lại tiếp. Trên mạng Thái Nguyên, Bắc Giang người ta không còn chịu đóng thuế nữa đâu, người ta còn phá cả kho thóc của Nhật, chia cho người đói nữa đấy. Chàng thần mặt ra nghĩ ngợi, cái mặt to lớn bặm lại, khó đăm đăm, miếng cám ngậm trong miệng hắn đã ra bã chát xít. Hắn đang nghĩ đến những người phá kho thóc Nhật. Chàng hỏi vội trong miếng ăn, Việt Minh phải không? Ừ, sao nhà biết? Chàng không trả lời. Trong ý nghĩ của hắn vụt ra những cảnh người nghèo đói ầm ầm kéo nhau đi trên đê sộp, đằng trước có lá cờ đỏ to lắm. Hôm ấy, hắn láng máng nghe người ta nói họ là Việt Minh đấy, họ đi cướp thóc đấy, chàng không hiểu gì sợ quá, kéo vội xe thóc của liên đoàn tắt cánh đồng đi lối khác. À, ra họ đi phá kho thóc Nhật chia cho người đói. Tự dưng, hắn thấy ân hận, tiếc rẻ vẩn vơ khó hiểu. Ngoài đình, tiếng trống thúc thuế vẫn dồn dập, mẹ và vợ chàng đã buông đũa đứng dậy. Trong óc chàng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới.